Còn tôi là Quốc Dũng, Lê Khánh, Ngô Thanh Vân, Diễm Miên, Thanh Lộc, Kiều Mai Lý và Phi Phụ. Chúng tôi xin chúc khán giả của kênh truyền hình Giang TV một mùa xuân hạnh phúc, xuân vầy, ước gì được nấy, câu gì được đó, vạn sự như ý. Đừng quên hãy đến rạp và chia sẻ rất nhiều tràng cười thú vị với ngày nãy ngày nay. Vui lắm quý vị ơi, quyết định vậy đi. Chúc mừng năm mới.